few moments later. K6 Shift M sử dụng sim điện thoại có thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, phù hợp cho các hộ gia đình. Với cảm biến cửa từ có chức năng cảnh báo mở cửa, khi đối tượng mở cửa, thiết bị sẽ phát tín hiệu về trung tâm. Đột nhập vào ngôi nhà bạn, trung tâm sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho các thành viên trong gia đình. Với trung tâm báo động Reska A6 CFM, chúng ta có thể kết nối với các thiết bị báo cháy có dây và không dây, tạo nên các lớp bảo vệ an toàn. Trung tâm báo động Reska sẽ là giải pháp an toàn cho ngôi nhà bạn.